lẽ cũng có một cái phần đói bụng, tại vì nãy giờ đi tham quan lên tới mấy lầu luôn, lội cũng mệt lắm ạ. Ngon mà nãy giờ mình quên chụp hình luôn, quên chụp hình để lấy hình nền luôn rồi. Nó bỏ tiêu quá, cái mùi tươi rất là ngon mà thơm nữa. Dạ, nó ngon hơn nè. Ngon, ngon quá trời luôn. Chương Cuộc Sống Hài Long xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình có đi cùng bà chị đi ra ngoài, đi vào siêu thị để dạo phố. Trời bên ngoài thì nóng nực lắm, đi vào siêu thị thì rất là mát. Mà luôn tiện thì hai chị em có đói bụng quá nên mình có ghé ăn một món mì, một món kêu bằng cái món mì xào để trên cái bàn làm thiết á mọi người, với mì á. Bên đây thì kêu bằng nẻo phải, chi phải, còn Việt Nam thì nó dịch ra như gì thì mình có ghi ở bên dưới nha mọi người. Giờ mời mọi người cùng mình tìm hiểu cái món ăn nha. Tại vì bệnh dịch nó cũng giảm bớt một phần rồi nên mình ra ngoài được rồi, nên hôm nay mình đi ra ngoài để luôn tiện giới thiệu cho mọi người cái món ăn này luôn. Giờ mời mọi người cùng xem. Chi phải. Chi phải. Này, nãy hồi đi xin nó coi gì? Chi phải cần rất nhiều. Hơn nhiều không? Sau đó 15 phút rồi. Ờ ha. Rất là trang liệu. Vụ nãy trồng chăng leo. Mỗ cu, heo chao, chi xin đa sọ. Mỗ cu, hay chứ hủ treo. Mỗ cu. Thay dĩ, dĩ thì mỗ cu nha. Còn nó cơ bò chi thì hủ treo. 鸡排胡椒，然后这个蘑菇，对，两分，对，350。Khi mà mình gọi món ăn á thì cái ở đằng quầy á nó có đưa cho mình một cái thẻ như gì. Chừng nào mà cái thẻ này nó có lên đèn á, lên đèn chớp chớp á thì món ăn mình đã tới là mình sẽ đi lấy nha mọi người. Bây giờ thì ngồi đợi đi. Món cái món chi phải này cũng hơi lâu. Đã lâu lắm rồi mình cũng không có ăn cái món này, mà hôm nay đi vô đây mình cũng cảm thấy thèm thèm nên mình ghé ăn cái món này luôn. Sẵn luôn tiện giới thiệu cho mọi người xem. Mà cái siêu thị này nó giống như là Metro với Cốt Phát ở bên Việt Nam mình nha mọi người, lớn đi gấp mỗi chân luôn.
sẽ đi lại đằng đó lấy đồ ăn. Đây cái phần này là phần của mình nè. Giờ bưng trước một phần đi chứ bự quá. Đây là phần ăn của mình là ngày hôm nay nha mọi người. Đây là cái phần gà này á, thì nó cho mình thêm một cái bánh bao, thêm một cái bánh bao và thêm một canh sữa mọi người, canh bắp sữa để mình cho mọi người xem, một tô canh sữa. Và giờ mời mọi người cùng ăn nhé. Và có một trứng hộp vịt ốp la và một phần gà như vậy đây. Một phần như vậy ăn á, thì cái phần gà của mình á, là 200 tiền Đài thì nó là 140 tiền Việt Nam. Còn cái phần cá của bà chị mình á, thì nó là có 150 thôi, thì khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Giờ mình ăn cho mọi người xem nhé. Cái món này bên Việt Nam không biết kêu bằng cái món gì đấy á. Mì chứ kêu bằng mì gà mì cá, mì gà mà được nấu trên bàn năm đó nhá. Mình ăn thử miếng gà cho mọi người xem nhé, mời mọi người cùng ăn nhé. Rất là ngon. Thêm nó ở dưới thì nó có chế biến mì á, mà mình kêu cái phần nước sốt á, và phần tiêu nó rất là cay, còn bà chị mình á, thì kêu nước sốt bình thường nó không cay. Mời mọi người cùng ăn nhé, ăn thử miếng gà coi nó ngon không, nói chuyện mà chảy nước miếng. Rất là ngon, gà rất là mềm, ngon thật, ngon lắm mọi người, gà rất là ngon, nó làm mềm mà ướp dừa với bột, rau quá không ăn, ăn ngon quá, thật lòng mà nói, cái món này mình không có thích ăn, nhưng mà lâu lâu ăn cũng rất là ngon nha mọi người, nhưng mà cái món này thật sự là bên Đài Loan rất là nổi tiếng, rất là ngon nhưng mà sợ gì đó. Mình là người Việt Nam á, mình thích ăn đồ Việt Nam hơn, nhưng mà thật sự là cái món này á rất là ngon. Bệnh dịch thì nó cũng giảm bớt một phần nào, ở Đài Loan thì nó giảm rất là nhiều mọi người, nên mình có thể đi ra ngoài ra ngoài để giảm chét đồ ra ngoài ăn được, chứ nếu mà bệnh dịch mà không giảm mình cũng không dám ra ngoài để quay đâu. Tại vì cái siêu thị này rất là lớn, rất là đông người, nhưng mà ngồi ăn như gì á, kế bên đông người lắm, cũng hơi là mạo hiểm đó. Nhưng mà bên Đài Loan thì rất là an toàn vậy đó. Ủa, ngon quá mọi người, hôm nay ăn ngon, món này ngon quá. Quay tàu không? Quay tàu làm gì sống chắc. Mày dễ không quay. Gà ngon quá. Ủa, bánh bao luôn phải ăn chung á, ăn kèm hả? Ăn tráng miệng á. Ôi, thật sự là bữa nay mình ăn cái món này ngon quá mọi người. Quá trời ngon luôn. Chưa quay người da trắng được, để quay được quay người phụ ai coi. Có chứ, chị chứ quay người phụ chứ người ta nói là có duyên á. Các bạn con nó khen bà hoài luôn á, nó có duyên. Dễ thương lắm. Nên sáng mình coi nha, phụ ai coi. Ngon quá mọi người. Trời ơi, công nhận bữa nay ngon thiệt. Công không nói dốc thiệt nha mọi người. Ngon lắm ạ. Quán này thì nó nằm ở trong cái... Nó mở một quán nó nhỏ 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 vậy á, nó nằm ở trong cái... Cái gì quên này. Cái gì nào? Thì có hỏi thăm cái quận gì đó. Ấy mày, cái quận hả? Cái này là bên Tây Phong á.
chi chừa ái mại hả? Không à, tao mày chẳng mái gì nè, tự nhiên quên ngang này mua quá trời ngon luôn. Nếu mà ăn cái miếng gà này nó ốp sao vừa ăn mà thơm lắm, không ngon luôn, ăn cũng ngon. Mình đi lại cái này á, là mình thích nhất là cái ly trà này nè. Cái ly trà này uống rất là ngon nha. Mà đặc biệt á, nó có làm cái ly trà nhưng mà nó làm cũng rất là quý giá. Cái đường uống ở đây nè, nếu mà mình không uống nữa mình sẽ đậy ra đây. Rất là hấp dẫn, rất là dễ thương luôn. Trà bên Đài Loan á, đây là trà đá đường nè mọi người. Bán gì nè rất ngon. Nhưng mà mì này ngon quá mọi người, không sợ luôn hả? Để mẹ ngon. Tôi ăn mà thật sự là tôi không có thích ăn cái món mì này. Nhưng mà tôi không có thích ăn cái món mì này thật sự. Nhưng mà lại cái tiệm này có món mì này rất là ngon mọi người. Ở cái gì đây nè, tự nhiên quên ngang à. Nhưng mà siêu thị này rất là lớn mà tự nhiên quên ngang. Nó giống như Cosmart Jimmy Choo mua cái gì đó ở Việt Nam mình đó mọi người. Rất là ngon. Mốt canh đó. Chắc có lẽ cũng có một chút phần đói bụng. Tại vì nãy giờ đi tham quan lên tới mấy lầu luôn, lội cũng mệt lắm. Cái món này á là rất là nổi tiếng ở Đài Loan, mà người Đài Loan người nào cũng thích hết trơn á. Nhưng mà mình qua bên đây biết bao nhiêu năm rồi, mình ăn hình như được có mấy lần rồi. Nhưng mà thật sự là nó rất là ngon nha. Nói chị cũng mất bị thật chỗ à? Gia sư cũng có 100 mấy hả? Không, gia sư cũng 200, 250 hả? Giờ mình quên chụp hình luôn, quên chụp hình để lấy hình nền luôn rồi. Nó bỏ tiêu quá, cái mùi tươi rất là ngon mà thơm nữa. Ăn rất là hấp dẫn. Nói như là ngon hơn vậy. Ngon, ngon quá trời luôn. Trời, tao không chịu ăn cay. Ăn cay thì đâu có đâu, nó có 2 lượng nước mà. Cay lắm. Chứ đừng có hủ treo, chỉ hủ hủ cua. Vậy hả? Cay lắm. Nhưng mà nó đâu có mắc đâu mọi người. Một phần ăn có 100 mấy rồi. Tính ra hả, còn muốn rẻ hơn Việt Nam mình đó. Ở trong đây ăn á thì mình lúc mà mình gọi món ăn á thì mình phải trả tiền trước luôn mọi người. Mình ăn xong rồi mình đi chứ không có kêu ra tính tiền như giống như những nơi khác. Tại vì ở đây á nó bán trong siêu thị, nó bán quầy vậy đó. Khách giảm lai tới lui á thì ai ăn thì lợi quầy mà kêu rồi xong rồi tự trả tiền. Cái này ở Việt Nam mình có kêu bằng cái cọng mì gì nè, mình không nhớ nổi mọi người ơi. Nhưng mà cọng mì này ăn rất là ngon, nó ăn nó làm giống cái kiểu như bánh canh mặn vậy đó mọi người, như cái cọng bánh canh của mình ăn vậy đó, rất là ngon. Thật lòng mà nói sang Đài Loan cũng lâu rồi, còn đâu khi cũng quên luôn. Mọi người thông cảm. Trời ơi, gà nó ớt ngon quá mọi người. Gà ớt chất lượng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cộng thêm cái bánh bao nữa chắc mình ăn không nổi. No. Thì có vụt ở trong món. Ngon hả? Có vụt chua vô quá. Ăn không? Ừ, ăn cháy rồi. Ngon quá. Ngon quá mọi người. No vậy chứ. Nhưng mà thật sự ngon thiệt mọi người. Cá thì ngon thiệt. Nha, cá ngon không? Cá cũng được. Cá tươi nè. Hổ miếng cá. Để ăn ấy hả? Ờ. Tươi. Nhưng mà gà đã ăn chất lượng nè, gà rất là ngon. Dễ hả? Ừ, ngon lắm. Ôi, còn ba cái hải sản nữa kìa. Ừ. Ớt dừa cay mà nhắc mà kế bên á, những em học sinh á ngồi ăn kế bên mình á ồn lắm. Giờ mình sẽ uống cái chén canh sữa bắp này, rất là ngon luôn. Nó quá, chắc bánh bao mình ăn không nổi. Nó nấu bằng sữa với lại bắp Mỹ á mọi người. Cái này nó sữa gì đó. Ở Việt Nam kia vẫn bị quên nè. Cái gì đây nè, có tên mà quên rồi. Được nấu với bắp và sữa rất là ngon. Ăn mọi người quá trời nó bánh bao mình ăn không nổi nữa, nhưng mà trong bánh bao á rất là ngon. Có sữa trong này là rất là ngon luôn. Nhưng mà thật sự sữa nữa. Quá trời ngon luôn, ăn không nổi luôn. Mọi người ơi, giờ mình ăn no rồi. Giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau nhé. Nếu mọi người cảm thấy thích kênh của mình, hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Giờ bye bye, xin chào tạm biệt.